Rồi, chào tất cả anh em, hôm nay anh em đang đi bắt tổ trứng gà rừng nha. Thì nữa cho các bác xem trứng gà rừng nó như thế nào. Ở chỗ này là cái sóc à? Có nước không? Đã lâu, lâu không leo đồi mệt thật. Sắp đến chưa? Sắp đến chưa anh em? Leo đồi. Đi mãi mà chưa đến. Quay xung quanh em. Anh em đã thấy tổ chức của các bạn. Anh em đã thấy tổ chức người rừng. Từ từ, tốt 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 tốt. Quay ra các bạn chúng. Đây là tổ trứng gà rừng. Đấy. Các bác thấy chưa? 2 2 4 6 8 quả các bạn. 8 quả. Đấy. Thôi bây giờ là nhon về cho gà ta ấp. Có kêu kíp kíp chưa? Thôi bây giờ lấy cái túi đây. Lấy áo. Đây. Trứng gà rừng anh em bây giờ đi thu về để ấp cho nở các bạn. Trứng già hết rồi đây này. Trứng già hết đấy, sắp nở đây. Cầm hai quả thôi. Đừng lắc nhá, chụp chụp một kiểu này. Đừng đừng soi đèn luôn đấy. Đấy, đẹp chưa? Rất là đẹp các bạn. Thấy chưa? Đứng. Thôi bây giờ là anh em mang xuống. Bây giờ anh em đi xuống đã tìm thấy tổ trứng gà rừng. Anh em theo dõi nhớ đăng ký theo dõi để xem là cái 8 quả trứng gà rừng này nó có nở không nhá. Đấy. Còn bây giờ là sẽ mang về, một là đi ấp lò, hai là nếu mà gà nhà có con nào ấp thì sẽ bỏ vào cho ấp luôn. Chắc cái này chỉ khoảng chục hôm nữa là nở. Anh em đang đi xuống các bạn. Đấy, xuống đường rồi. Đi về đến nhà rồi. Các bác nhìn xem, đây là cái cây nó rất lâu năm rồi. Đây là cái nấm linh chi, nấm linh chi thật nhá. Linh chi và trứng gà rừng. Đấy. Ô, đây có phải linh chi không ạ? Nhưng mà cây này cái gì vậy? Bùi bùi. Hay chám? Chám chám. Đây, cây linh chi nhá các bác nhá. Ui. Ô, cháu linh chi thật tí chứ. Bà bẻ 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 nào thay nhỉ? Bẻ bẻ nào. Không, bác đang cầm trứng gà rừng. Bẻ hắn cá luôn đấy. Ừ. Bẻ cá đi. Đấy, đẹp 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 đấy. Hay đấy, đẹp đấy. Rồi cầm về. Cầm về cho anh. Nha. Đây là con gà mái. Bỏ đi. Bỏ cá vào đây. Làm gì nó bay được. Đấy. 8 quả trứng này các bác này. Đây là gà rừng này, gà rừng mẹ này. Đấy. Còn đây là trứng, anh em sẽ cho vào ấp để xem nó có nở hay không. Chắc chắn là sẽ nở. Đấy. Rồi thành quả là anh đang ấp cũng không này không sắp sắp nở. Không, cái này chắc có khả năng sắp nở. Thế là công của chàng không chút nữa nó long ấp. Hơi thơm rồi. Thôi cái này cầm nhẹ nhàng thôi, nếu mà để rung có khả năng nó không. Anh em ra thăm lại cái vườn sim, vừa đi bắt tổ trứng gà rừng về. Giờ ra thăm vườn sim xem có sai quả không. Rất sai quả. Rất là sai quả các bạn. Bây giờ là hoa hết rồi. Quả rất là sai. Sai quả lắm. Rất là đậu quả. Sai nhá. Vườn sim năm nay chắc phải được mấy tạ. Tất cả các loại quả. Thank you.
sai nhá. Phải nói là sai. Đây này. Ui giời ơi. Rồi, chào anh nha, anh em nhớ xem đăng ký vào kênh và xem là gà nó có nở hay không. Còn đây là nấm linh chi, đây rất là đẹp. Cái này thì sẽ mang về. Nấm này nấm linh chi. Mấy người cầm ít.